Một trong những quy tắc lớn nhất của việc trở thành một nhà ảo thuật gia là không tiết lộ những bí mật. Đó là lý do khiến cho nhiều nhà ảo thuật vĩ đại đến và đi, nhưng ma thuật của họ vẫn là bí ẩn đối với hầu hết chúng ta. Nhưng những bí mật không còn nữa, vì những bí mật được bảo vệ cao này cuối cùng sẽ được tiết lộ. Hôm nay chúng tôi sẽ tiết lộ một số bí mật ma thuật vĩ đại nhất mọi thời đại. Vậy hãy xem cách mà những phép thuật hoạt động và cùng khám phá sự thật đằng sau những thủ thuật giống như là phép màu này. Ma thuật là tất cả về việc đi ngược các quy tắc của thực tế và làm cho chúng ta tin vào một cái gì đó có thể không bao giờ tồn tại. Vì vậy, mọi người rất quan tâm đến ma thuật và dường như không thể giải thích các hiện tượng. Có thể là mẹo máy tính khiến người dẫn chương trình nổi tiếng Steve Harvey và khán giả ngạc nhiên, hoặc đồng xu đơn giản của Dynamo đi xuyên qua cái bàn. Vì vậy, hãy ở lại với chúng tôi và khám phá cách họ thực hiện thủ đoạn của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Dynamo đã thực hiện phép thuật này với một cặp vợ chồng trong một nhà hàng. Anh ta lấy ra một đồng xu và đặt nó lên bàn kính. Dynamo yêu cầu người đàn ông đặt bàn tay của mình bên dưới bàn kính, chính xác bên dưới nơi đặt đồng xu. Dynamo sau đó di chuyển bàn tay phải của mình trên đồng xu, giống như một ma thuật, và tiền xu đã đi xuyên qua tấm kính, rơi vào trong tay người đàn ông. Cặp đôi đã cực kỳ kinh ngạc và cho rằng nó là một phép thuật. Vâng, bạn đã có những câu hỏi, và đây là câu trả lời. Thủ thuật này khá đơn giản, nhưng đòi hỏi những khoảnh khắc có độ chính xác cao, nhanh chóng mà không bị bại lộ. Dynamo thực sự có hai đồng tiền giống nhau, một trong tay phải mà bạn có thể thấy và một đồng xu khác mà anh ta đặt trên bàn kính. Trong tay phải có một nam châm mạnh được anh ta cài vào chiếc nhẫn trên tay, nó có thể giữ một đồng xu dù nó ở bên dưới mặt kính của bàn. Sau khi đặt đồng xu vào giữa bàn, anh đặt tay phải lên trên cái bàn. Tay trái được anh ta đặt dưới mặt kính với một đồng xu được giấu trong lòng bàn tay. Lúc này đồng xu ẩn giấu nằm dưới mặt kính, bị tay phía trên của anh ta che khuất. Và nó không thể rơi xuống do lực hút của nam châm được cài ở chiếc nhẫn trên tay anh ta. Anh làm động tác ra dấu cho người đàn ông đưa tay mình xuống dưới bàn. Đây là một hành động che mắt, như là để xác nhận rằng trong tay anh ta không có gì. Khi đồng xu phía dưới được giữ bởi nam châm phía trên kính, anh ta hành động như là kiểm tra mặt bàn, để xác nhận rằng không có cái lỗ nào trên mặt kính. Sau khi người đàn ông đặt bàn tay của mình bên dưới đồng xu và được cách biệt bởi tấm kính, ở đây, bàn tay người đàn ông được canh dặn giữ một khoảng cách với mặt kính phía trên. Khoảng cách này cho phép đồng xu có thể di chuyển bên dưới mặt kính mà không thể chạm vào tay người đàn ông, để cho đồng xu bên dưới có thể di chuyển đến vị trí bên dưới của đồng xu phía trên. Dynamo sau đó nhấc bàn tay của mình lên và đồng xu bên dưới mặt kính rơi vào tay của người đàn ông. Lúc này bạn tự hỏi, đồng tiền phía trên bàn đã đi đâu? Đồng tiền trên bàn đã bị dính vào nam châm mà anh ta có trong tay phải. Khi anh ta di chuyển bàn tay rời khỏi mặt bàn, đồng tiền trên mặt bàn bị nam châm hút vào trong tay anh ta. Trong khi đồng tiền phía dưới rơi vào tay người đàn ông, do đã thoát khỏi lực hút của nam châm. Anh ta bay lên trên đường phố, trước mặt khán giả. Anh bay lên một vài tấc, làm cho nó trông như đang thực hiện một điều không thể. Và mọi người thấy rõ ràng, anh ấy không hề sử dụng bất kỳ loại thiết bị hỗ trợ hoặc cáp nâng nào. Anh ta hành động giống như đang bay lên, nhưng thực chất chỉ là một ảo tưởng do anh ta cố tình tạo ra bằng một cách khá đơn giản khi người quan sát từ phía sau anh ấy. Bí mật là chiếc quần xẻ ống với chiếc giày được gắn kết với ống quần, khiến người quan sát ảo tưởng rằng chân anh ta thực sự có trong ống quần đó. Và cái chân ma thuật như là cái chân thứ ba của anh ta bước lên thềm. Anh ta bước lên rất tự nhiên và thoải mái, nhưng người quan sát từ phía sau anh ta nhìn thấy một hành động bay lên. Một mẹo đơn giản và khá hay nếu bạn muốn làm một clip. Chúng ta sẽ thấy làm thế nào thủ thuật bay lên từng là màn trình diễn nổi tiếng nhất thế giới được thực hiện. Trò lừa được thực hiện lần đầu tiên vào những năm 90 và phát trên truyền hình Mỹ. Mọi người nhìn thấy nhà ảo thuật sử dụng sức mạnh tâm trí để lơ lửng trong không khí và sau đó từ từ di chuyển giữa không trung. Nó như một phép thuật. Làm cách nào anh có thể làm điều đó? Chúng ta hãy xem những bí mật của thủ thuật ma thuật này. Mặc dù ở cái nhìn đầu tiên, bạn không nhận thấy cái gì thực sự nâng nhà ảo thuật, nhưng nếu nó không phải là phép thuật, vậy thì phải có cái gì đó nâng anh ta lên. Đó chính là những sợi cáp thép.
trong câu hỏi tiếp theo là: cáp thép ở đâu? Nó rất mỏng và cùng màu với màu nền trong không khí. Để cho trong suốt quá trình biểu diễn, chúng ta không thể nhìn thấy chúng, thì máy quay phim và các góc quay của máy cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng để che mắt người xem, biến quá trình trở thành một phép thuật. Có lẽ bạn đã từng thấy điều này nhiều lần, kèm theo sự ngạc nhiên và tự hỏi, làm sao họ có thể làm điều đó? Bàn chân kia đã thực hiện những động tác kỹ thuật gì? Bạn hoàn toàn không nhìn rõ. Vâng, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn cách nó được thực hiện, và bạn sẽ thốt lên: ồ, thật đơn giản, tôi cũng có thể làm được như thế. Chúng ta hãy cùng đến với bí mật. Hai dây buộc bạn nhìn thấy chẳng liên quan gì đến đôi giày cả. Nó là hai đầu của sợi dây được giấu trong ống quần. Với cái ống quần dài che phủ, bí mật bên trong là sợi dây giày đã được buộc hoàn chỉnh ở bên trong. Ảo giác về sợi dây giày tự buộc lại được tạo ra khi anh ta lắc chân với tốc độ nhanh, khiến bạn không kịp nhìn thấy gì cả. Đó là cơ hội để anh ta kéo sợi dây trong ống quần lên. Nó hoàn toàn ẩn vào bên trong ống quần, để lộ ra chiếc giày đã được buộc dây cẩn thận. Nó đã đánh lừa được đại đa số công chúng, nhưng thật đơn giản phải không? Và bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó, miễn là bạn không sợ thất bại. Khi Michael Jackson trở nên cực kỳ nổi tiếng với bước nhảy chống lại lực hấp dẫn, nhiều pháp sư đã bắt đầu sử dụng nó như là một trong các thủ thuật để gây ấn tượng với công chúng. Một động tác hoàn toàn bất chấp trọng lực, nghiêng 45 độ. Điều rõ ràng là nó không thể thực hiện trong điều kiện bình thường. Và thực tế là động tác được thực hiện bởi sự trợ giúp của các công cụ. Nó bao gồm một đôi giày đặc biệt. Những đôi giày được thiết kế có một gờ ở phần đế giày. Cấu tạo của nó cho phép nó có thể bám vào bu lông nhỏ đã bám chắc chắn trên sàn của sân khấu. Nó giúp bạn thực hiện động tác không tưởng đó. Nhưng tôi khuyên bạn nên chắc chắn về mọi thứ, bởi vì đôi khi nó cũng có thể thất bại. Và hậu quả là lỗ mũi của bạn có thể ăn trâu bất cứ lúc nào. Một trong những tập của Steve Show, pháp sư gây choáng váng cho mọi người hiện diện ở đó với thủ thuật kỳ diệu của anh ấy. Đây là những gì anh ta đã làm. Anh ấy bắt đầu bằng cách yêu cầu khán giả rút ra một tờ đô la từ túi của họ mà anh đã cho họ trước buổi biểu diễn. Sau đó anh yêu cầu Steve chọn tờ tiền bất kỳ nào từ khán giả. Anh nhận lại tờ đô la của mình, đặt nó bên trong một phong bì và đặt phong bì bên trong một cái ly. Sau đó, anh ta mượn một chiếc điện thoại từ Steve, mở nó ra và mở chức năng máy tính của điện thoại để bắt đầu thực hiện thủ thuật. Đầu tiên, anh ta yêu cầu Steve nói cho anh biết các chữ số ngẫu nhiên cần nhập. Steve chọn một số có 9 chữ số. Nhà ảo thuật sau đó nhập con số ngẫu nhiên 9 chữ số mà Steve đã chọn và bấm thêm dấu nhân để chờ sẵn ở đó. Sau đó anh bảo Steve chọn một người ngẫu nhiên từ khán giả và người này sẽ chọn bất kỳ số có 4 chữ số nào. Cô chọn 1988. Pháp sư nhập con số 1988 vào máy tính ngay sau dấu nhân. Như vậy, pháp sư đã nhân con số có 9 chữ số trước đó với số 1988 vừa nhận được, và anh ta tiếp tục bấm dấu nhân chờ sẵn như đã làm trước đó. Steve sau đó chọn một người bất kỳ khác từ khán giả để nhập số tiếp theo, là con số được yêu cầu có 2 chữ số ngẫu nhiên. Cô chọn số 88 yêu thích của mình và pháp sư tiếp tục nhập vào máy tính như lần trước. Như vậy, pháp sư đã liên tục nhân 3 con số của 3 người chọn bất kỳ và hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhà ảo thuật sau đó nhờ Steve đọc kết quả cuối cùng trên máy tính, và Steve đã đọc nó. Pháp sư nói với mọi người rằng trước buổi diễn, anh ấy đã giấu những tấm bảng bên dưới ghế của những người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Sau đó anh ta nói với mọi người trong hàng đó hãy đưa những tấm bảng đó lên. Bây giờ, mẹo trở nên thú vị hơn khi pháp sư bảo Steve hãy đọc những gì được viết trên những tấm bảng. Và với cú sốc của mọi người, những con số trên tấm bảng chính xác khớp với kết quả cuối cùng trên máy tính. Nhưng chờ đã, pháp sư vẫn còn kinh ngạc dành cho mọi người. Anh ta yêu cầu Steve lấy tờ đô la trong chiếc phong bì ra, và số seri duy nhất hiện diện trên đó cũng khớp với kết quả trên máy tính. Và nó vẫn chưa kết thúc ở đây. Trong phần cuối cùng của trò chơi, anh ấy nói với khán giả ở hàng thứ hai, xoay ngược tất cả các tấm bảng và những tấm bảng kết hợp lại thành tên của người dẫn chương trình, Steve Harvey. Vậy anh ấy làm như thế bằng cách nào? Anh ấy có thực sự dự đoán được những con số mà bất kỳ một người nào đó sẽ cho không? Điều đó là không thể. Chắc chắn bạn cũng nghĩ như vậy.
Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào bí mật đằng sau thủ thuật này. Ở đây, tất cả những thứ huyền diệu nằm trong chiếc iPhone mà anh ta lấy từ Steve, hoặc có thể là chiếc iPhone từ bất kỳ một người nào khác. Vâng, máy tính trên điện thoại của Steve đã bị anh ta thiết lập một công thức trước khi xin các con số ngẫu nhiên từ mọi người. Và khi đó, nó không hoạt động giống như bất kỳ máy tính bình thường nào. Sau khi Steve đưa chiếc iPhone của mình cho nhà ảo thuật, anh nhanh chóng gõ một số thứ lên đó. Anh che giấu nó khỏi máy quay và mọi người có mặt ở đó. Đây là những gì anh ta đã nhập vào máy tính, nó là phần chính của thủ thuật này. Đó là con số kết quả anh ta muốn. Tiếp theo là dấu cộng. Tiếp theo là số 0. Tiếp đến là dấu nhân. Và cuối cùng là dấu ngoặc đơn mở. Điều này đặt lại máy tính trở về trạng thái có giao diện như lúc ban đầu. Và mọi người tin rằng nó giống như bất kỳ máy tính nào ở vị trí on của nó. Sau đó, tất cả các tính toán tiếp theo được thực hiện, máy tính sẽ luôn luôn trả lại cùng một kết quả là con số ban đầu nhà ảo thuật nhập vào. Bởi vì, tất cả các phép tính từ sau công thức của nhà ảo thuật, cho dù có kết quả thế nào, thì đều nhân với số 0 trước nó. Vì vậy, con số đầu tiên của nhà ảo thuật nhập vào sẽ luôn cộng với 0 và kết quả chỉ có 1. Đó là kết quả anh ta muốn. Trong trường hợp này, nó là 572.124.012.125. Vì vậy, không quan trọng các con số Steve chọn như thế nào hoặc các số khán giả cho ra sao, khi mọi số đã chọn được nhân lên, kết quả luôn là dãy số mà nhà ảo thuật đã thiết lập. Đó là bởi vì anh ta đã lập trình máy tính theo công thức này, đó là công thức ma thuật. Và tất cả các con số ngẫu nhiên sau đó chỉ là đánh lạc hướng. Chúng hoàn toàn vô nghĩa trong phép tính này. Bây giờ, bạn có câu trả lời chính xác là nhà ảo thuật đã sắp đặt con số và mọi thứ đã được lên kế hoạch theo những gì anh muốn thể hiện trên truyền hình. Nó là cái tên Steve Harvey. Vì vậy, sử dụng những chiếc iPhone của mọi người và áp dụng công thức ma thuật này để làm tất cả ngạc nhiên, bạn hoàn toàn có thể. Vì vậy, các bạn, chúng ta đã khám phá một số bí mật ma thuật đáng xem nhất. Có bất kỳ thủ thuật ma thuật nào khác mà bạn muốn chúng tôi tiết lộ không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận, chúng tôi chắc chắn sẽ khám phá chúng. Và đừng quên đưa ra một ngón tay cái nếu bạn thích video của chúng tôi. Chia sẻ video này với bạn bè và gia đình của bạn, nó thực sự sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Để biết thêm những điều tuyệt vời như vậy, hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Ok, chúng ta đã có nhiều khám phá qua video này. Và bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không? Hãy để lại nó bằng cách bình luận bên dưới. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.